Tập 14. Chào chị Đinh, tôi đã giúp chị đặt một phòng riêng. Đi lối này. Vẫn còn nhiều thời gian, cậu hãy dẫn tôi đi tham quan trung tâm của các cậu đi. Được. Chắc họ không hỏi tôi những câu quá khó chứ. Không có đâu. Chào cô An Ninh. Tuần báo kinh tế muốn thực hiện một báo cáo chuyên đề về sự kết hợp giữa điện ảnh và thương mại. Chúng tôi đã giới thiệu cô với phóng viên, hy vọng họ sẽ hiểu rõ hơn về hành trình của cô. Ban đầu khi nghe thấy tuần báo kinh tế muốn phỏng vấn tôi đã sợ không biết phải làm sao luôn đó. Cô đừng lo, nội dung phỏng vấn chỉ liên quan tới chuyện đóng phim thôi, cô trả lời tự nhiên là được. Tối hôm qua tôi đã lén đọc một chút về báo cáo tổng hợp của tuần báo kinh tế. Nếu muốn hỏi tôi những thứ như tổng giá trị kinh tế quốc dân, tổng giá trị sản xuất trong nước, tôi cũng có thể trả lời vài câu. Anh thế anh. An Ninh, anh tới trung tâm chưa? Anh còn vài việc làm xong sẽ tới đó liền. Ở đây đã có Sang Sang giúp em rồi, anh không cần tới đây giúp em đâu. Được, vậy có chuyện gì hãy gọi cho anh liền nha. Được. Được, tạm biệt. Anh thấy anh rất xem trọng buổi phỏng vấn này đó. Cô nhất định phải biểu hiện cho thật tốt, có biết không? Tôi biết rồi. Tôi đi trang điểm lại đã. Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng có phải không? Sẽ không kéo dài quá lâu. Vậy thì tốt. Chị thấy sao? Vừa ý không? Đây không phải là rượu của năm trang trại rượu nho lớn ở Pháp sao? Phải. Đây là rượu Chile. Trang trại rượu này tuy ra đời chưa tới 30 năm, nhưng nếu tôi không đi cùng... Tôi nghĩ cậu không cần phải nói với tôi những điều này đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu là có thích chai rượu này không? Tôi thích. Thích là được rồi. Mời. Mới. Cậu không cần phải nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu. Hôm trước đã đưa tôi về nhà, còn làm đồ ăn cho tôi nữa. Tôi không muốn nợ tình cảm. Hôm nay rượu là do cậu chọn, đồ ăn cậu gọi đi. Được. Rượu này hương vị khá đặc biệt. Tôi xuống bếp cho họ chỉnh cách nêm nếm một chút. Không phải cậu muốn trốn đấy chứ? Thực ra tôi muốn đi hỏi cấp trên xem tôi có thể cùng ngồi ăn với chị không. Adam lại có mặt ở trung tâm vậy? Còn An Ninh đâu? An Ninh đang đến phòng cách tiếp để trang điểm lại. Sẽ về ngay. Alo. Phải. Tôi đang về phòng gặp chị đây.
tìm anh. Thật là ngại quá, tôi đi lộn phòng rồi. Ai vậy? Giờ lộn phòng thôi. Có tôi đây. Cậu có biết là giá cuối cùng được đưa ra là bao nhiêu không? Tôi nhớ bức tranh của ông ấy, hình như từng được mua với giá 5 triệu đô la. Là 7 triệu. Lúc nhìn thấy nhà sưu tầm đó hét giá 6 triệu là tôi đã thấy ông ta rất lo lắng. Biết trong túi ông ta có bao nhiêu tiền, tôi liền đưa ra giá 7 triệu. Cậu không biết nét mặt của ông ta lúc đó đâu, thật sự rất buồn cười. Ôi trời ơi. Ôi trời đất ơi. Như vậy không phải là gấp 3 lần giá gốc hay sao? Chẳng lẽ bạn của chị không do dự? 7 triệu đô la đó là do tôi trả, để giành được chiến thắng trong một cuộc đấu giá. Cũng đáng lắm chứ. Alo. Và chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải ngại. Ngày mai hãy tới nhà tôi. Lúc nào chị cũng rộng rãi như vậy à? Tôi sợ họ sẽ tin chị là chỗ cho mượn tiền. Có việc thì mới mượn tiền. Tiền là điểm mạnh của tôi. Tôi có tiền, tôi muốn làm chuyện gì thì tôi làm chuyện đó. Có là kẻ thù thì cũng phải khom lưng uống gió tới cầu xin tôi. Nhưng mà tôi cho rằng có rất nhiều thứ không thể nào mua được bằng tiền. Ví dụ niềm vui. Suốt ngày tôi cứ ăn uống vui chơi, cuộc sống rất vui vẻ. Nhìn thấy kẻ thù khom lưng uống gió tới cầu xin tôi thật sự thấy vui vô cùng. Vậy còn sức khỏe? Tôi có thể tìm chuyên gia dinh dưỡng thiết kế bữa ăn cho mình. Mỗi tháng tôi cũng có thể khám sức khỏe tổng quát. Người thân thì sao? Tôi không cần tốn công sức vì những điều đương nhiên đâu. Tôi không muốn mệt mỏi. Nhưng người thân sẽ làm tất cả vì vậy mà không cần đền đáp. Lương của cậu được bao nhiêu? Muốn chăm sóc một người thân, cho họ một cuộc sống ổn định mà cậu không cần tiền sao? Tôi rất cần tiền, để họ có được cuộc sống đầy đủ. Trước nay tôi luôn cố gắng. Tôi hỏi cậu rất nhiều thứ, cậu sợ là tôi sẽ cười cậu sao? Cậu lao đầu vào trong công việc như vậy, không phải cũng vì tiền? Hôm nay cậu tới đây ăn cơm với tôi chẳng phải cũng vì tiền hay sao? Sao chị lại cho rằng tôi ngồi đây là vì tiền của chị? Vậy thì vì cái gì? Lẽ nào là vì tình cảm? Cũng được. Tôi muốn cậu là bạn trai của tôi trong một ngày. Chỉ cần cậu gật đầu, tờ chi phiếu này lập tức thuộc về cậu. Cậu muốn điền bao nhiêu cũng được. Tôi xin lỗi chị, tiền không bao giờ mua được tình cảm của tôi đâu. Tính của cậu lôi thôi quá, tôi không có hứng thú. Chỉ cần đóng giả là bạn trai của tôi trong một ngày là được. Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần cậu cùng tôi đi xem một vở kịch. Không phải cậu cố chấp tới mức đó chứ. Tôi muốn để cậu tận mắt thấy tiền có tác dụng tới đâu. Nó có thể mua chuộc lòng tự trọng của con người,
thậm chí là một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn đợi người có lỗi với tôi phải khóc lóc gian xin trước mặt tôi. Tôi chờ đã quá lâu rồi. Cậu không nên dựng ra vở kịch này. Kìa chị Đinh à, thưa chị Đinh, chị uống say rồi. Tôi sẽ nhờ người đưa chị về nhà. Cậu là cậu hủ nữa rồi. Cậu không thể giả vờ đi chơi với tôi một chút sao? Bạn bè của chị luôn luôn giả vờ với chị như vậy à? Xem ra tôi đã đánh giá cao cậu. Cậu thật sự không đáng để tôi đưa tiền. An Ninh, có chuyện gì vậy? Hình như em đã nhìn thấy Adam. Có phải em đã nhìn lầm không? Em nhìn lầm thật sao? Anh đã tìm được Adam từ lâu rồi, nhưng mà vẫn giấu em không hả? Có phải như vậy không? Phải. Anh đã biết Adam ở đâu lâu rồi. Sở dĩ em trông thấy Adam ở trung tâm là bởi vì Adam đang đi làm ở Ân Hoàng. Tại sao vậy? Tại sao lúc trước anh lại không nói cho em biết? Nếu hôm nay không phải em nhìn thấy anh ấy thì anh còn giấu em tới khi nào nữa đây? Anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng của cô ta bây giờ. Anh sợ em đau lòng. Ý anh là gì chứ? Hiện giờ cô ấy và Sang Sang, hai bọn họ đang yêu nhau. Anh vừa nói cái gì? Cậu ấy cũng đã chuyển tới nhà Sang Sang ở rồi. Họ đã sống chung với nhau từ lâu. Sợ gì anh không nói thật với em là vì sợ em đau lòng. Không thể nào đâu. Adam không phải là hạng người đó. Em phải đi gặp anh ấy. Để em đi gặp anh ấy đi. Anh có thể đưa em đi kiểm chứng tất cả. Nhưng em đã sẵn sàng chưa? Sang Sang hả? Châu, về rồi sao? Có muốn ăn chút gì không? Được rồi, để tôi tự làm cho. Nè, con sao vậy? Không sao cả. Chỉ nhớ lại chuyện trước đây thôi. Một chuyện rất buồn cười. Ê,
Đưa cho tôi. Rượu nho không nên uống khi trong lòng có chuyện không vui đâu. Thật không hiểu sao mọi người lại uống nhiều rượu như vậy. Anh nói đúng. Anh đi gặp Đinh Quế hả? Ừ. Nhưng mà chắc hôm nay là lần cuối cùng rồi. Vậy tôi mới cãi nhau với chị ấy. Tại sao? Tính cách không hợp nhau. Anh nói sau này tôi có thể giống như Đinh Quế không? 10 năm sau tìm một người đàn ông đưa tiền kêu anh ta uống rượu với tôi. Sẽ không đâu, cô là cô, Đinh Quế là Đinh Quế, làm sao giống nhau được? Khó nói lắm. Một người sau khi kết hôn lại ly hôn, một người ngay cả kết hôn cũng không được. Ờ. Anh nói cái nào đáng thương hơn? Vậy là cô cũng từng nghĩ tới chuyện kết hôn? Dĩ nhiên. Tôi xém một chút nữa là kết hôn rồi đó. Chúng tôi cùng đi chọn đồ dùng gia đình, chọn được rất nhiều thứ, kể cả giường nữa. Tôi thích giường êm, nhưng mà anh ấy lại thích giường cứng. Vậy là chọn giường cứng. Ờ, nhưng mà anh có biết cô luôn nghĩ cho anh không vậy? Tôi không biết anh ấy có biết không. Tôi chỉ biết là lần cuối cùng nhìn thấy anh ấy chính là ở cùng cô gái đó, nằm trên chiếc giường chúng tôi cùng chọn. Nè, khoan đã. Anh có biết anh ấy nói gì với tôi không? Anh ấy nói nguyên nhân là vì tôi quá coi trọng công việc, không coi trọng anh ấy, nên anh ấy đã mãi rời xa tôi. Do đó tôi thường trách bản thân của mình. Nếu như tôi dành chút thời gian cho anh ấy, thì liệu anh ấy có bỏ tôi mà đi không? Sang Sang à, đừng như vậy mà. Thật ra anh đi chỉ vì anh đã hết yêu cô thôi, chứ không phải là nguyên nhân gì khác đâu. Cô đừng tự trách mình. Hết yêu rồi. Hết yêu rồi. Cứ mỗi năm tôi đều ghi nhớ ngày này. Bởi vì hôm nay là ngày chúng tôi định kết hôn. Đó là chiếc giường mà chúng tôi cùng chọn. Chúng tôi cùng chọn nó thật đó. Sao anh có thể làm vậy? Hả? Sao anh lại làm vậy? Hả? Sao anh không nói? Đừng như vậy mà. Để tôi lấy nước cho cô nha. Không được đi. Anh không được đi. Anh ngồi xuống đây. Nói cho em biết đi. Được rồi. Anh có biết em yêu anh lắm hay không? Không sao. Sao anh lại nói cho em như vậy hả? Được rồi, không sao. Thôi, bình tĩnh đi. Được rồi. Đã tới rồi sao? Anh không thể để cho em đối mặt với sự thật tàn nhẫn này. Anh càng không nỡ nhìn em đau khổ ngay trước mắt anh. Em đã sẵn sàng chưa? Em đã chuẩn bị nghe họ nói xin lỗi chưa?
Và em sẽ cho hai người đó thấy cảnh em không nỡ buông tay chứ? Hay em sẽ tươi cười để chúc phúc cho họ? Em có thể tự đối mặt. Tôi muốn đi tìm Sáng Sáng. Sáng Sáng. Thôi mà, Sáng Sáng. Tại sao vậy? Nói cho em biết đi. Tại sao? Thôi mà, bình tĩnh lại đi. Tại sao vậy? Nói cho em biết đi. Được rồi, không sao đâu. À, ngoài này rất lạnh đó. Hay mình vô trong đi. Hai người họ rất yêu nhau. An Ninh, em nói gì đi, đừng làm anh sợ mà. Họ yêu nhau khi nào? Không lẽ trước khi tụi em cãi nhau sao? Thật ra lúc mới đầu anh chỉ cảm thấy lạ thôi. Tại sao Sang Sang chăm sóc vì Tú Vân chu đáo như vậy? Sau đó thì có đồng nghiệp nhìn thấy họ rất thân mật với nhau. Và khi anh phát hiện được họ, thì họ đã yêu nhau rồi. Hai người đó yêu nhau khi nào? Không lẽ từ lúc tụi em giận nhau? An Ninh, em đừng hỏi nữa có được không? Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Sự việc bên trong có ra sao cũng đã không còn quan trọng nữa. Trước giờ anh luôn nghĩ, nếu như anh có thể, anh thật sự hy vọng tìm được cách tốt hơn để bảo vệ cho em. Dù sao bây giờ vẫn tốt hơn là không biết. Quả thật cũng rất tốt. Thật đó. Adam và Sang Sang ở bên nhau, em rất yên tâm. Sang Sang là một cô gái hiểu ý người khác như vậy, nhất định cô ấy rất hiểu tính của Adam. Nhất định cô ấy sẽ không tự ý quyết định chuyện gì đó, cả sẽ không làm anh ấy không vui. An Ninh à, nếu như em muốn khóc một chút thì em cứ khóc. Còn nếu như em muốn nói cái gì thì hãy nói ra đi. Còn anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh yên tâm đi, em không sao. Em thật không phải với anh rồi. Ngày nào cũng bắt anh đi với em trễ như vậy. Mai còn phải đi làm nữa. Anh về nghỉ ngơi trước đi. Cũng được. Nhưng mà em phải hứa với anh, không được nghĩ lung tung đó. Ngủ ngon.
Hai người nhân lúc em không có ở nhà mở tiệc hả? Nổi tiếng thôi. Tâm trạng của Sang Sang đang không ổn đó. Uống say rồi, bây giờ đang nằm nghỉ trong phòng. Ừ, có chuyện gì mà cô ấy lại bộc phát như vậy? Không liên quan tới em. Không được hỏi cái gì hết, cũng không được thắc mắc. Ngài mang thấy cổ hay làm như chưa xảy ra chuyện gì. Nghe rõ chưa? Nè 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 nè. Uống hết ly đó đi, rồi đi rửa. Được rồi. Chi phiếu của chị nè. Cậu đi được rồi đó. Tạm biệt. Phương đại dĩ, đã nói là 9:30, bây giờ là mấy giờ rồi? Hạn cho anh phải tới gặp tôi trong vòng 3 phút. Nếu không thì cả đời này anh đừng tìm tôi nữa. Hay là trên cùng đi gặp chị ấy đi. Cô ấy đồng ý cho chúng ta mượn tiền, chứng tỏ cô ấy không để ý rồi. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy mình đã có lỗi với chị ấy. Em sợ trong lòng chị ấy vẫn còn giận. Em yên tâm đi mà, anh đã tính toán đâu vào đó rồi. Em mau về nghỉ ngơi trước đi, ở nhà đợi anh. Yên tâm. Về đi. Mười triệu. Không sao cả. Nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện. Anh có lỗi với em. Em muốn anh xin lỗi ra sao cũng được. Không phải anh. Tôi chỉ muốn cô vợ bé kia xin lỗi tôi. Cô ấy không phải vợ bé. Tôi muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi tôi. Đình Quế, không phải em nói hai người đã không gặp nhau từ lâu sao? Sao anh ta lại ở đây vậy? Anh là... Chuyện hai người là quá khứ rồi. Sau này anh đừng tới đây nữa. Và cũng đừng làm ảnh hưởng tới cô ấy, tới cuộc sống của chúng tôi. Em hãy giải quyết chuyện của mình trước đi. Anh sẽ gọi cho em sau. Không phải cậu đã trả chi phiếu lại cho tôi rồi sao? Sao lại tới đây nữa? Tiếc số tiền đó à? Không phải. Tôi không muốn thấy chị tự làm tổn thương mình. Không muốn chị làm chuyện ngốc nghếch thôi. Cậu có biết mình đang làm gì không? Tôi chỉ muốn cậu làm bạn trai của tôi. Cậu giỡn quá trớn rồi đó. Cậu cho rằng cậu ra mặt giúp tôi, trở thành gì đó của tôi, thì có tư cách xen vào chuyện của tôi sao? Tôi thật sự không hiểu. Vậy sống không vui vẻ thì tại sao không thể chúc phúc cho người khác chứ? Tại sao nhất định phải kéo người ta xuống nước cùng với chị thì mới được? Hiện nay anh ta đã cùng đường nên mới tới mượn tiền tôi, thì anh ta phải cảm ơn tôi.
anh ta có thấy khó chịu đi nữa. Cũng vì anh ta đã nợ tôi. Làm vậy cuối cùng chị sẽ được gì đây? Nếu anh ta không làm theo yêu cầu của chị, chứng tỏ anh ta rất yêu cô gái kia. Nếu anh ta làm theo ý của chị thì xem như người đàn ông chị từng yêu thương, vì tiền chuyện gì cũng dám làm. Chị vẫn sẽ bị tổn thương thôi. Đừng ra vẻ như cậu hiểu tôi lắm. Cậu chẳng qua chỉ ăn với tôi vài bữa cơm, bán được vài chai rượu, cậu hiểu cái gì? Có thể tôi không hiểu chị, nhưng tôi hiểu được cảm giác khi công ty của mình gặp chuyện. Tôi cũng biết cảm giác trên người không có tiền. Anh ấy đã hết cách cho nên mới tới đây nhờ chị giúp đỡ. Hãy cho anh một cơ hội đi. Nếu không chị không chỉ mất đi những kỷ niệm đẹp mà tiếp tục như vậy, thì bạn bè của chị cũng sẽ dần xa lánh chị mà thôi. Buồn cười. Bạn bè của tôi rất nhiều, gọi một tiếng là có ngay. Chị nghĩ là họ yêu mến chị thật sao? Họ chỉ sợ chị thôi. Cậu hỏi lại mình đi. Cậu tiếp cận tôi, chẳng lẽ không phải vì tiền của tôi sao? Đừng có đem tiền ra làm nhục người khác nữa. Làm vậy chỉ khiến mọi người càng xa lánh chị hơn. Cho dù bên ngoài chỉ có bao nhiêu người cùng ăn uống chơi bời, nhưng khi đã về tới căn phòng này thì chị vẫn cô độc một mình. Hãy rút lại những lời cậu vừa nói. Nếu không, cậu đừng mong tôi mua rượu của cậu nữa, cũng đừng mong kiếm được một đồng nào từ chỗ của tôi. Tôi nghĩ sẽ không ai nói với chị những điều này, nhưng tôi thật sự hy vọng chị hãy suy nghĩ kỹ càng. Rõ ràng chị là một người tốt, chỉ vì chị đã bị tổn thương mà thôi. Hãy thả lỏng bản thân đi. Cậu đi đi. Tôi kêu cậu đi đi. Đi. Nè, cậu đang làm gì vậy? Chào chị Lệ. Ừ. Em muốn làm một bản biểu đồ, để nếu có người gọi điện thoại tới hỏi, mọi người đều có thể nắm thông tin, ai cũng có thể trả lời được. Trời ơi, cậu đừng có thật thà như vậy chứ. Cậu không dùng chương trình có sẵn, so với việc ngồi đó trực tiếp với tên rượu, không dễ hơn nhiều sao? Đúng là ngốc quá mà. Phải ha, sao em không nghĩ tới chứ. Nhưng mà rượu của công ty trong chương trình này đều có chứ. Có chứ. Vậy em gửi bản thống kê này cho chị, chị giúp em điền chúng vào đó có được không? Tôi? Ờ. Không thể nào. Trời, mà tôi thấy lạ thiệt đó. Cậu không lo đi mà tìm khách hàng, bảo chúng tôi ngồi không mà đợi ở công ty hả? Trời, cậu làm như vậy á thì làm sao mà tìm được khách hàng đi? Cô tiểu thư thích nuôi chó đó đó, cậu đi tìm cô ấy đi. Ngồi đợi ở phòng kinh doanh số 2 này thì có thu hoạch được cái gì chứ? Nè, nói không chừng á, cậu có thể kiếm được một chiếc tổng giám đốc từ chỗ cổ nữa à. Em chưa từng nghĩ tới. Tôi thấy lần này chị Lệ nói đúng đó. Cậu đợi cổ thì được cái gì chứ? Cậu cố gắng làm việc ở chỗ này thì được cái gì? Cậu đừng phí công sức nữa. Hơn nữa ở phòng của chúng ta, chỉ cần cậu không phạm lỗi sẽ không bị đuổi việc. Như vậy thì tối thiểu cũng sẽ được phát lương hàng tháng. Lưu Khai à, tôi không thích cậu nói vậy đâu nha. Tình xấu đây. Chuyện gì vậy? Hey. Chú Trương, báo cho mọi người nghe một tin xấu. Sắp sửa phải làm việc cực khổ rồi. Hai chàng trai, các cậu thân thể cường tráng, phòng kinh doanh số 2 này chắc là đều phải nhờ vào các cậu rồi đó. Hôm nay có chuyện gì vậy? Còn trang trí nữa chứ. Hình như là có buổi lễ gì đó có phải không? Là lễ ra mắt phim. Lễ ra mắt phim thì liên quan gì tới ân đình chúng ta chứ? Tổng giám đốc chúng ta đầu tư cho phim này đó.
tất cả rượu nho là do chúng ta tài trợ nên mới tổ chức lễ ra mắt ở đây chứ. Bộ phim nào vậy? Muốn biết phim nào cậu tự coi đi. Chà, lát nữa có nhiều ngôi sao tới như vậy sao? Nè, cậu còn thích ngắm nhìn ngôi sao hơn tôi nữa hả? Lát nữa sẽ gặp được quý cô phá kính đang rất nổi tiếng gần đây đó, có vui không? Nè, còn rất nhiều việc phải làm đó. Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi, mau lên. Ờ, đây đây, đi thôi. Lát nữa có thể gặp được em rồi. Nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Thầy, tới rồi, tới rồi. Anh đến nào, anh đến. Xin mời Hứa tổng đạo diễn và các diễn viên ổn định chỗ ngồi. Quý vị đã đến tham gia lễ ra mắt phim Hãy Nhớ Anh Yêu Em. Trước hết, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một vài cảnh quay đặc sắc mà hướng lên màn hình. Tìm thấy rồi, đây là loại hoa mà chị em thích. Hương thơm thật quyến rũ. Trước đây mẹ em cũng từng trồng loại hoa này. Xin lỗi chị, em nên nghe theo lời của chị Long. Em không nên từ bỏ ước mơ của mình. Anh là đồ đáng ghét, mau quay về đây cho em. Em sẽ ở yên đợi anh trở về. Em sẽ ở yên đợi tới khi anh trở về. Đợi tới khi anh trở về. Mang rượu đến bàn mời khách được thịt.